Xin mời chào toàn thể quý khán giả yêu quý đang theo dõi clip của DVH Audio. Như tiêu đề đã đăng, hôm nay DVH sẽ làm một cái clip là so sánh là giữa côn 76 và côn 100. Đây bên này là RCF côn 100 và bên này là BM côn 76, đều là loa từ thường cả các bạn nhé. Thì để so sánh và cũng là giải thích cho các bác biết tại sao nó lại có một cái sự khác biệt, tại sao làm loa full người ta hay chọn côn 76 và tại sao ánh súp người ta hay chọn côn 100 các bạn nhé. Và hiện tại DVH đang phát nhận từ chiếc điện thoại này qua vang và qua cục đẩy, và DVH là vừa phải đấu sẵn đây, em vừa phải đấu sẵn một ổ giáp loa như vậy để mình rút ở đây, mình cắm sang đây cho nó nhanh để các bác tiện nghe và có thể phân biệt được nhá. Vâng ạ, giờ lật úp hai con bác này xuống cho khán giả xem. Đấy, cứ đặt lật úp nó xuống, đứng sang một bên nhé, đứng đây che hết loa rồi. Đây, con này là từ 220 côn 100, đặt úp cả con này xuống cho khán giả xem. Con này là RCF các bác nhá, từ 220 côn 100, đít lồi, rất là gấu các bác. Con này thì bát này rất là gấu. Và con này thì nhìn thì trông nó mảnh mai, nó thanh cảnh hơn này. Con này là BM, một cái model DVH mới nhập được các bác nhá. Con này tiếng rất là sáng. Và hôm nay thì cũng là tiện đây để test cho các bác xem luôn. BM15AZ16, con này thì từ nó nhỏ hơn này. Con này là từ 190 các bác nhá. Con này là côn 76, còn con này là từ 220 côn 100. Rồi ok, bây giờ Huân lật con này lên. Anh Hiếu sẽ bây giờ sẽ tăng volume và cho các bác nghe và các bác cảm nhận là tại sao có những cái loa mà nó tối tiếng và có những cái loa mà nó sáng tiếng, là nguyên nhân là tại ở đây này các bác nhá. Ok, bây giờ DVH sẽ tăng volume ở trên đẩy lên, max volume lên luôn nhá. Lật ngửa loa lên, các bác nghe và cảm nhận nhé, cảm nhận xem cái con loa này nó khác cái con loa này thế nào nhé. Nó đánh cùng một hệ thống thiết bị luôn. Đây nha, rút sang loa này này các bác nghe nhé. Các bác nghe nhé, nhanh tay đấy. Nghe qua đã có được cái cảm nhận rõ rệt chưa? Con này côn 100 nghe tiếng nó tối hẳn đi nhá, và con này là côn 76, tức là mình oánh chung một dàn thiết bị này và phát chung một bản nhạc. Lắp vào con loa này, cảm giác cái tiếng lời nó nổi hẳn lên, nghe rất là rõ. Nhưng mà ở bên con loa này thì bass rất là nhiều và lời nó cực kỳ bí. Thì cái điểm lợi của cái dòng côn 100 ấy, đó chính là bass nó rất là khỏe. Các bác có thể nghe thấy con bên này này, cái tiếng bass nó ra từ con này nó mạnh. Con này nó mạnh hơn gấp rất nhiều lần con này. Nhưng bù lại cái giải lời thì con này thì nó lại phải gấp 5, gấp 7 lần cái lời con này luôn. Tức là cái dòng côn nhỏ các bác nhá, dòng côn nhỏ thì cái giải lời nó sẽ tốt hơn là những cái dòng côn lớn. Các bác để ý đây là côn 76 này, và con này là côn 100 này. Các bác nhìn thấy cổ côn này, côn 100 nó to đại tướng, rất là to, và con này côn 76 thì nhìn nó nhỏ hơn. Đấy, thì DVH thì sẽ phân tích một cách công bằng các bác nhá. Côn 100 điểm lợi là gì? Bát khỏe, oánh lực, công suất lớn. Côn 76 điểm lợi là gì? Là lời rất là sáng, tiếng sáng rõ, bay xa. Nhưng mà công suất thì lại nhỏ hơn con này. Con này thì cái điểm trừ là cái giải lời nó sẽ bí hơn con này. Nên là các bác hãy lựa cho mình một cái loa nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng. Ví dụ
Ví dụ các bác làm những cái đôi loa full như này, làm những cái loa full một bát một kèn hoặc là hai bát một kèn, thì tốt nhất là các bác cứ chơi các cái dòng côn 76 này cho em. Côn 76 này thì tiếng nó sẽ rất là sáng, nó sẽ rõ. Nếu mà làm loa để hát karaoke, tức là các cái loa mà thiên về lời, các bác chọn dòng 76 tiếng rất là sáng rõ. Còn nếu các bác mà thích nhạc sàn mà đập khỏe, đập bát khỏe, thì các bác chơi cái dòng côn 100 này cho em. Côn 100 thì tiếng bát nó ra nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái dòng côn 76 này. Đấy, mở cùng một bản nhạc các bác nghe có thể phân biệt rõ rệt được không? Rồi, ok, bây giờ thì em sẽ lại tăng volume và lại đảo loa sang cho các bác nghe nhá. Đây, bây giờ đảo sang đây nhá. Đấy, em phải hàn cái rắc kia, đảo ra nhanh. Đấy, có thể không? Biết được cực kỳ rõ rệt luôn. Con này thì lời nó nổi hẳn lên này, còn con này thì lời nó chìm hẳn đi. Nhưng mà điểm lợi của nó là cái giải bát của nó tốt. Nên là cái bát này các bác có thể ráp được súp hơi, các cái dòng một súp hơi 40 các bác có thể lắp cái bát RCF từ 220 côn 100 này, bát ra rất là khỏe. Còn đâu các bác mà làm loa lấy lời, loa mà để hát để lấy lời thích sáng tiếng thì các bác cứ chơi cái dòng này cho em. Đấy, làm loa lấy lời thì tốt nhất là cứ chơi mấy cái dòng côn 76 này, côn 75, côn 76 này thì cái giải lời nó sẽ cực kỳ rõ. Và đặc biệt là cái model này, cái model này thì bên DVH thì mới nhập về, hàng mới, tiếng rất là hay các bác nhá. Đấy, giải lời các bác cứ chơi cái này cho em. 15AZ16, lời cực kỳ rõ, côn 76 thôi, 500W một chiếc, hàng chính hãng, lời nó nổi lên rất là nhiều. Còn các bác mà làm súp, các bác mà làm súp thì các bác cứ chọn những cái dòng bát mà từ to, côn to và từ to thì oánh súp nó sẽ ra được cái tiếng súp nó sẽ sâu lắng và nó sẽ phê hơn là những cái dòng côn nhỏ này nhá. Nhưng tuy nhiên là bát súp vẫn có bát súp côn 76 bình thường, nhưng mà cấu trúc thì nó sẽ khác một chút, nhưng mà cũng không thể nào mà phê bằng những cái dòng bát súp mà từ 220 côn 100 được. Và anh vẫn là phê nhất các bác nhá. Đấy, thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng mà các bác hãy lựa cho mình một cái đôi loa nó như ý muốn các bác nhá. Làm loa hát thì cứ chọn côn 76 cho em. Còn đâu làm loa mà để gọi là đập nhạc sàn, đập cho nó khỏe bát nhiều hoặc là làm loa súp thì cứ từ 220 côn 100 mà chơi các bác nhá. Ok, clip này thì DVS chỉ gọi là làm ngắn gọn và so sánh một chút vậy thôi, để các bác nào mà đang mơ hồ, các bác nào mà đang cảm thấy phân vân và mơ hồ về giữa cái dòng côn 100 và côn 76 thì qua clip này các bác sẽ có được một cái kinh nghiệm để chọn mua cái củ bát cho nó như ý nhất các bác nhé. Rồi, chúc các bác nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị khán giả quý trong những clip sau. Xin chào tạm biệt các bác.